các em. Hôm nay chúng ta sẽ học vào bài đầu tiên của cái chương trình vật lý lớp 10. Và phần đầu tiên là phần động học. Thì động học là nghiên cứu về chuyển động. Và chúng ta cần phải làm quen với một số cái khái niệm căn bản của động học cái đã nhé. Nhưng bài đầu tiên là khái niệm cơ bản của động học chất điểm. Thì khác với các cái môn huyền học thì khoa học là tư duy bằng khái niệm. Tư duy bằng khái niệm thì chúng ta phải nắm được những khái niệm trước, sau đó thì chúng ta mới thảo luận về nó, đúng không? Chứ còn có những cái môn huyền học chẳng hạn như là cái môn về tình cảm đó, có một khái niệm là tình yêu thì chúng ta không thể thảo luận được. Bởi sao? Vì cái nội hàm của nó không rõ ràng, chúng ta không biết nó là cái gì cả, chúng ta cảm nhận nhưng mà không có một cái tiêu chuẩn nào cả. Đó không phải khoa học. Nhưng mà vật lý, động học thì nó là môn khoa học, nó có những cái khái niệm quan trọng. Và đầu tiên chúng ta xét các khái niệm căn bản. Một là khái niệm căn bản. Thế thì cái khái niệm căn bản này thì đầu tiên là động học là cái gì, đúng không? Đây có cái chữ là động học. Thì cứ có cái chữ học ấy, tức là một cái môn khoa học. Thì động học này nó là cái môn cơ học mà nghiên cứu về chuyển động. Thấy chưa? Thì nó nghiên cứu về cái chuyển động. Thì các em biết là khoa học thì nó nghiên cứu thông qua các cái phép đo, các phép quan sát. Cho nên để mà nghiên cứu động học thì chúng ta cần dùng một số cái dụng cụ mà có thể đo đạt được. Thì tối thiểu phải có những cái dụng cụ để đo được cái độ dài và phải đo được cái thời gian. Đấy. Nghiên cứu cái này thì nó cơ bản là rất dễ thôi. Và cái này nó được thực hiện từ rất là xa xưa rồi, với những cái dụng cụ đo rất đơn giản. Thế tiếp theo cái khái niệm nữa là khái niệm chất điểm. Thì chúng ta nghiên cứu động học chất điểm. Thì nó khác với lại toán học nhá. Chất điểm là một khái niệm của vật lý. Thì cái khái niệm chất điểm này thì nó sử dụng thứ nhất là điểm trong toán học. Thứ nhất là sử dụng cái khái niệm điểm của toán học. Của toán. Nhưng mà cái chất điểm này nó có cái đặc điểm, đó là nó có cái khối lượng. Kích thước thì bằng không, đúng không? Bởi vì trong toán học thì điểm này nó không có kích thước. Nó được xác định bởi các cái tọa độ của nó thôi, mà nó không có kích thước. Nhưng mà chất điểm là khối lượng. Thế thì cái chất điểm dùng trong trường hợp nào thì các em tưởng tượng này này. Ví dụ như là các em khảo sát chuyển động của một con bò chẳng hạn nhé. Thì ở đây cái con bò nó ở trong cái chuồng của nó. Thì ở trong cái chuồng của nó thì nó không rộng lắm, chuồng bò chắc 6m² như này, đúng không? Thì với cái kích thước như này thì các em biết được cái con bò này. Đấy, kiểu như thế. Thì cái con bò nó khá lớn so với cái chuồng. Cho nên các em không thể nào mà quan niệm con bò là một điểm được. Bởi vì cái đầu bò nó nằm ở góc này, cái đuôi bò nó nằm ở góc này. Thì nó hoàn toàn khác cái việc là nó trở ngược lại là cái đuôi ở góc này, cái đầu ở góc này. Nguyên nhân là vì kích thước của con bò nó khá là lớn so với cái chuồng. Mặc dù nó vẫn nhỏ hơn nhưng mà nó khá đáng kể. Đấy. Thì trong trường này em không thể coi nó là một điểm được. Nhưng mà bây giờ nếu cái con bò này này có trên cánh đồng chẳng hạn, em tưởng tượng em đang ở trên một cái tàu lượn, một cái máy bay cao không? Rồi em nhìn xuống cả cánh đồng, thì cái con bò nó ở trên cánh đồng á thì nó trở nên rất nhỏ bé. Em tưởng tượng cánh đồng bao la này, thì cái con bò bây giờ nó rất nhỏ bé. Các em hoàn toàn có thể xác định nó như là một điểm trên cánh đồng thôi, được chưa? Và lúc bây giờ thì nó là một chất điểm. Nhớ nhé. Thế thì khi nào chúng ta coi một cái vật nó trở thành một chất điểm là khi này này, các em ghi vào vở này, tức là khi mà cái vật đó có kích thước rất nhỏ so với cái không gian mà chúng ta đang xét. Nhớ nhé, không gian mà chúng ta đang xét, chứ còn cái không gian tổng thể thì lúc nào nó vô hạn lớn. Ví dụ như khi xét một con bò mà ở trong chuồng, chúng ta xét trong không gian tổng thể là cái chuồng, không thể coi nó là một điểm được. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn cả cánh đồng, chúng ta thâu tóm cả cánh đồng một tầm mắt, thì cái con bò ở trên cánh đồng ấy nó thành là một cái điểm, đúng không? Và khi nó chuyển động thì nó giống như một điểm chuyển động. Nhưng mà cái con bò nó có khối lượng, cho nên khi nghiên cứu nó thì buộc phải tính cái điểm nó có khối lượng, cho nên nó thành chất điểm, đúng không? Hay là một cái ví dụ khác, ví dụ như các em xét cái ô tô dài 5m mà nó đi đầu khu tập thể đến cuối khu tập thể là dài 30m, thì cái ô tô nó dài 5m so với cái độ dài quãng đường 30m thì cái 5m nó rất đáng kể, đúng không? Nhưng mà nếu các em xét
cái ô tô mà đi phát từ Hà Nội cho đến Thanh Hóa thì quãng đường dài khoảng 160 km, thì cái ô tô đấy kích thước 5 m của nó không có ý nghĩa gì, và trên đường đi các em hoàn toàn có thể coi nó là một điểm, và đó là một chất điểm, nhớ chưa? Tức là chất điểm là khi kích thước của vật rất nhỏ so với cái không gian mà chúng ta xem, và chúng ta sẽ biểu diễn nó như là một điểm trong quá trình chuyển động. Thì nhớ này, trong toàn bộ cái phần cái khóa học này chúng ta chỉ xét các chất điểm thôi, nhớ chưa nào? Chúng ta chỉ xét đến các chất điểm này thôi. Đấy là cái khái niệm thứ hai. Như vậy là chúng ta đã biết cái khái niệm động học rồi khái niệm chất điểm rồi, đúng không? Và trong vật lý thì người ta lúc nào cũng quan tâm đến cái sự tương quan, đến cái tỷ lệ, đúng không? Thì cái khái niệm chất điểm ra đời từ cái tỷ lệ giữa kích thước của vật với kích thước của cái không gian mà chúng ta xét. Và trong toàn bộ cái chương trình của chúng ta thì chỉ xét các chất điểm thôi. Thế thì bây giờ thầy sẽ nói tiếp một cái khái niệm nữa, đó là quỹ đạo. Thế quỹ đạo nó là cái gì? Thì khi mà một cái chất điểm nó chuyển động ấy, thì nó sẽ xuất hiện ở các nơi, nó sẽ xuất hiện ở rất nhiều vị trí khác nhau, đúng không? Ví dụ như nó đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa, nó đi như này, thì cái quỹ đạo là cái đường đi của nó, là tập hợp tất cả những điểm, những cái vị trí của vật mà vật đã xuất hiện ở đó thì tạo thành quỹ đạo. Như vậy cái quỹ đạo này đó là tập hợp các cái vị trí, đúng không? Tập hợp các vị trí. Thầy ví dụ nhé, nếu mà có một chất điểm nó có chuyển động rất là nhiều, ví dụ như thầy coi một chất điểm, thầy cứ đi đến đây xong thầy lại lùi lại đây đó, xong thầy lại đi đến đây xong thầy lại lùi lại đây, thì các em có thể thấy là thầy đi liên tục như vậy thì thầy sẽ đi đường quãng đường rất dài, nhưng cái quỹ đạo của nó chỉ có một đoạn thôi, đúng không? Ví dụ như một cái chất điểm có khối lượng m, nó chạy từ cái đoạn này A cho đến B, thì đây là quỹ đạo và nó chạy đi chạy lại rất là nhiều lần. Nhưng cái quỹ đạo này thì nhớ nhận nó khác với đường đi, nó khác với quãng đường, nhớ chưa? Quãng đường đi, vì quãng đường thì có thể nó rất dài nhưng quỹ đạo thì nhiều khi rất ngắn. Các em có thể quan sát hiện tượng tương tự như cái quả lắc của đồng hồ ấy, nó lắc qua lắc lại này suốt ngày, một ngày nó đi biết bao nhiêu cây số, đúng không? Nhưng mà cái quỹ đạo của nó chỉ có một khúc ngắn thôi, khúc ngắn kiểu như này thôi, lắc qua lắc lại từ bên này qua bên này. Nhớ nhá, quỹ đạo là tập hợp các cái vị trí. Thế còn cái quãng đường thì có thể nó rất dài. Thì bây giờ thầy sẽ nói thêm một cái khái niệm nữa, đó là độ rời. Thế thì bây giờ cái độ rời thì lại phải vẽ một cái hình. Ví dụ nhé, các em tưởng tượng là thầy đang đi đang lại trong một cái căn phòng hẹp. Đấy, cứ đi qua đi lại thôi. Thì đầu tiên cái vị trí đầu tiên của thầy là ô ở đây. Xong thầy cứ đi như này. Thầy đi đến đây, xong rồi thầy lại vòng lên như thế này, đúng không? Rồi lại xuống đây, nhiều khi đi trùng một đoạn nào đấy, cũng đi kiểu như vậy, cứ vòng lên vòng xuống như vậy, cuối cùng đến điểm này, điểm M ở đây chẳng hạn. Thế thì cái lúc t bằng 0 là tại ô. Đây, t bằng 0 ở đây là thầy lấy một cái thời điểm làm mốc ban đầu, và cái thời điểm t nào đó t khác 0 thì thầy đi đến đây, thì kèm thấy cái con đường nó rất là vòng vèo, đúng không? Và có những đoạn nó trùng nhau, thì cái không gian là không rộng nhưng mà đường đi rất dài, quãng đường rất lớn, quãng đường rất lớn, nhưng mà cái độ rời ấy, độ rời là om thì lại nhỏ. Thì độ rời nó là cái khoảng cách giữa cái điểm đầu với cái điểm cuối. Thì cái này là độ rời này. Đây, đây vẽ đậm nó một chút để em thấy. Như vậy độ rời là khoảng cách từ cái điểm ban đầu đến thời điểm chúng ta xét. Như vậy thì cái khái niệm này khá là quan trọng. Và nếu mà ở đây nếu chúng ta viết cái vector OM là vector độ rời. Nhưng mà trong phần này thì chủ yếu chúng ta quan tâm đến quãng đường thôi, chứ chúng ta cũng ít đề cập đến cái độ rời này, được chưa? Thì các em chỉ cần phân biệt cho thầy là quỹ đạo và quãng đường và độ rời là những khái niệm rất căn bản của động học chất điểm, nhớ chưa nào? Ở đây thì các em thấy các hình vẽ này nó đúng là quỹ đạo, nhưng cái quỹ đạo nó sẽ bị khác so với quãng đường, bởi vì có một cái đoạn quỹ đạo này nhưng mà anh ấy đi hai lần, đúng không? Trùng nhau, có những đoạn trùng nhau thì cái đoạn đó nó làm cho quãng đường nó dài hơn so với cái quỹ đạo. Cái độ dài quỹ đạo thì luôn nhỏ hơn hoặc bằng quãng đường. Thế thì thầy hỏi nhé, thế thì có trường hợp nào mà cái quỹ đạo, cái quãng đường và cái độ dài có cùng một giá trị không? Em nghĩ xem. Thực ra có một cái trường hợp mà quỹ đạo rồi quãng đường và độ dài có cùng một giá trị,
đó là trường hợp chuyển động thẳng. Hiểu chưa? Trong trường hợp chuyển động thẳng, tức là nó đi từ đây, ô đây, đi phát thẳng tắp sang đến cái vị trí M này chẳng hạn, thì cái quỹ đạo chính là đoạn này, cái quãng đường đi cũng là độ dài đoạn này, và cái độ rời cũng là độ dài đoạn này luôn. Thì đây là trường hợp mà đặc biệt. Hiểu chưa nào? Và đây là cái chuyển động mà chúng ta xét rất là nhiều trong các cái phần sắp tới. Bây giờ ta sang một cái khái niệm cơ bản và quan trọng cực kỳ, đó là khái niệm hệ quy chiếu. Thầy phải để riêng nó ra vì nó quá quan trọng. Hệ quy chiếu. Quy chiếu tức là quy về. Đúng không? Quy về. Để mà hiểu được nó thì chúng ta phải quy về một cái chuẩn nào đó, thì gọi là quy chiếu. Thế thì ở trong phần động học chúng ta nghiên cứu chuyển động của vật, mà vật ở đây rất nhỏ so với không gian xét, nên chúng ta coi nó là chất điểm, đúng không? Thì để nghiên cứu được cái chuyển động thì các em thấy cần phải biết cái gì nào? Chuyển động. Thì để nghiên cứu được chuyển động, đương nhiên chúng ta phải biết được là gì? Vị trí. Vị trí của chất điểm nó ở đâu? Và phải biết được là gì? Nó ở đó vào lúc nào, đúng không? Nếu không thì biết nó ở đó nhưng không biết nó lúc nào thì đôi khi cũng vô nghĩa, đúng không? Tức là vị trí và thời gian, thời điểm. Đúng không? Đấy. Thế thì để xác định được vị trí đây này thì trong cuộc sống thực nhá, chúng ta cần cái gì? Trong cuộc sống. Đấy, thì đầu tiên thầy đã suy ra từ cuộc sống cái đã. Thì để xác định được vị trí này chúng ta cần một cái hệ các vật chuẩn, các vật mốc. Thì đây chúng ta cần cái hệ vật mốc. Đúng không? Và để xác định thời điểm ta đeo cái đồng hồ đi đâu? Ngày xưa thì người ta dùng các cái thời gian là theo thời gian mặt trời, ví dụ như là lúc nào mặt trời đứng bóng thì anh hẹn em ở cái góc của thửa ruộng số 3 nhé, trong làng mình nhé. Nhưng mà bây giờ thì có đồng hồ rồi, đúng không? Xem, thậm chí bây giờ là người ta không dùng cái đồng hồ ngày xưa nữa, mà trong các cái máy tính hoặc là điện thoại thông minh nó đều có thời gian hết. Thì biết được hệ vật mốc, biết được đồng hồ, ta xác định được vị trí và thời điểm của cái chuyển động đó, lúc nào thì nó ở đâu và nó đi đến chỗ nào vào lúc nào. Thế thầy ví dụ như này này. Thầy ví dụ như là thầy đang ở Hà Nội và có một bạn học trò từ Sài Gòn nhé. Bạn ấy sẽ nhắn cho thầy một cái tin là hôm nay em sẽ ra Hà Nội, đúng không? Thầy trò biết nhau lâu rồi thì bạn ấy nhắn là đón em 7 giờ tại ga Hàng Cỏ. Thầy ví dụ như vậy. 7 giờ và ga Hàng Cỏ. Ga Hàng Cỏ là tên cũ của Hà Nội, ga Hà Nội. Thế thì cái 7 giờ này là thời gian này, mà cái ga Hàng Cỏ này thì là địa điểm. Thế thì bạn ấy nói cái điều đấy với thầy, thì thầy là người ở Hà Nội lâu rồi, nhưng thầy bắt đầu định vị được là ga Hàng Cỏ ở chỗ nào, đúng không? Sau đó bạn ấy nói như này, thầy đón em lúc 7 giờ tại ga Hàng Cỏ, sau đó thì thầy đưa em lên Hồ Gươm để uống cà phê, không? Tại cà phê Thủy Tạ ăn kem, và đến 8 giờ thì thầy trò mình sẽ quay sang bên lăng Hồ Chí Minh để xem duyệt binh lúc 9 giờ, ví dụ như vậy. Là kế hoạch. Thế thì thầy bắt đầu so tưởng tượng ngay ở trong đầu thầy là gì? Vì bạn ấy ở trong Nam ra thì bạn ấy sẽ đi theo cái quốc lộ số 1 và đi vào, đúng không? Đi vào Hà Nội. Thì khi đi vào Hà Nội thì thầy biết ngay là cái đường đầu tiên bạn đi vào là đường Giải Phóng, đi từ phía Nam vào và sẽ có đến nhà ga và cuối cùng đến một cái khu vực này gọi là Công viên Thống Nhất. Đấy, Công viên Thống Nhất. Là trong đầu thầy đã định vị được ngay rồi. Và phía trong cái Công viên Thống Nhất này này có một đoạn, thì có một cái đường này gọi là đường Trần Hưng Đạo nhé. Trần Hưng Đạo, thầy đã mô tả cái trí nhớ của thầy, thì cái đường này đi đến đây thì đối diện với đường Trần Hưng Đạo này này thì nó có một cái ga là ga Hàng Cỏ. Đây chính là cái điểm ở đó, không đối diện với cái đường Trần Hưng Đạo. Thế từ ga Hàng Cỏ này lúc 7 giờ ở đây thì phải đi tiếp vào trong này và đến một cái phố nào đó, ví dụ như là đi đến cái phố Hai Bà Trưng gì đó, rẽ sang bên này, tiếp bên này đi sắp cái này thì sẽ đến được cái Hồ Gươm, đúng không? Hồ Gươm đó, ở cụ Rùa ngày xưa, đúng không? Và ăn kem ở cái góc này, đúng không? Sau đó đến 8 giờ thì từ đây đi tiếp sang bên phía tiếp bên này. Đấy. Trong đầu thầy định vị được hết rồi thì sẽ đến cái lăng của Hồ Chủ tịch. Đấy. Và đây có cái quảng trường rất lớn, và đến 9 giờ thì ở đây sẽ có duyệt binh buổi tối, xem rất là thích. Đấy. Thế thì các em thấy không,
Khi mà bạn nói 7 giờ và ra hàng cỏ thì thầy không có mơ hồ gì hết, bởi vì trong đầu thầy đã có một hệ thống các vật chuẩn rồi, các vật làm mốc rồi, ở trong đầu thầy rồi. Thầy đã biết đường giải phóng, thầy biết công viên Thống Nhất, thầy biết ra hàng cỏ, thầy biết Hồ Gươm, thầy biết nhà hàng Thủy Tạ ở đó như thế nào, thậm chí thầy biết được cái toilet của nó tắc nước như thế nào vậy nhé. Và thầy biết Lăng Hồ Chí Minh, thầy biết tất cả mọi thứ, và cái đó gọi là cái hệ vật mốc và thời gian. Thời gian này căn cứ vào đồng hồ, được chưa? Và cái đó nó tạo thành một cái gọi là hệ quy chiếu, thấy chưa nào? Như vậy trong được tổng quát hệ quy chiếu, nó bao gồm một hệ các vật mốc để giúp ta xác định được cái vị trí của chất điểm, và nó gồm một cái đồng hồ để chúng ta xác định được là cái thời gian, và như vậy chúng ta sẽ khảo sát được quá trình chuyển động. Tất nhiên nếu mà một người nào đó mà không biết Hà Nội mà từ Sài Gòn ra, hoặc là người đó vừa ở Thanh Hóa ra không biết Hà Nội thế nào để đón mật ông ra hàng cỏ, thì người ta sẽ có một cái cách khác, người ta dùng bản đồ, xong người ta nhìn bản đồ, và khi nhìn bản đồ tức là người ta bắt đầu sạc các cái vật mốc vào trong đầu người ta. Và với những người thông minh có trí khôn toán học tốt thì xong hồi quan sát người ta có thể tưởng tượng được hết, và cuối cùng người ta có thể đi mà cũng không cần hỏi đường luôn, đúng không? Đó là những người có trí khôn tốt. Còn ngày nay thì các em có hệ thống định vị toàn cầu GPS, tí thầy sẽ nói nhé, và các em có thể định vị được ngay cái vị trí cần đến. Cho nên là cái hệ quy chiếu ngày nay nó rất là dễ dàng, rất là tiện lợi, có những thiết bị rất là hiện đại giúp cho cái quá trình di chuyển của chúng ta rất dễ. Thì nhớ nhé, đây là hệ quy chiếu trong cuộc sống. Còn bây giờ thầy sẽ nói về hệ quy chiếu toán học mà cái các em cần phải tập trung nhiều hơn. Như vậy là để khảo sát được chuyển động thì chúng ta cần biết được vị trí và chúng ta cần biết được thời gian. Thì trong cuộc sống chúng ta cần một cái hệ các cái vật mốc và chúng ta cần cái đồng hồ, đúng nào? Ví dụ như là đón em tại ga hàng cỏ trong cúp máy, thế thì không thể đón được vì không biết lúc nào đón, đúng không? Nhưng mà đón em lúc 7 giờ không thể thực hiện được vì không biết đón ở đâu, cho nên phải là vị trí và thời gian mới được. Thế bây giờ này, trong quá trình nghiên cứu sự chuyển động của một chất điểm thì chúng ta cần đưa nó vào để biểu diễn dưới dạng các phương trình, đúng không nào? Khoa học thì phải điển chế hóa kiến thức thành các phương trình. Thế thì trong trường hợp đó thì chúng ta buộc phải xây dựng cái hệ quy chiếu toán học. Đấy, tức là trong được toán và vật lý, toán lý nhá. Thì để xác định cái vị trí này thì người ta dùng cái gọi là hệ tọa độ. Hệ trục tọa độ. Đấy. Còn cái thời điểm thì chúng ta có thể dùng cái đồng hồ, nhưng mà đồng hồ thì mỗi một vùng mỗi khác. Ví dụ người Việt Nam thì cái thời gian nó khác so với người Pháp và người Mỹ, nó lệch nhau múi giờ. Cho nên cuối cùng thì trong toán học người ta chỉ cần chúng ta chọn được cái mốc thời gian T bằng 0 vào lúc nào là được. Bởi vì cái thời gian nó trôi như nhau, tất cả các đồng hồ nó chuyển động cùng một tốc độ, cho nên là thời gian trôi như nhau. Cho nên là cái việc chọn cái đồng hồ thì trong toán học người ta chỉ cần các em chọn được cái mốc thời gian T bằng 0 thôi, tức là chọn gốc mốc thời gian. Ví dụ như lúc T bằng 0 vật ở đâu là đủ. Đấy. Như vậy thì hệ quy chiếu toán lý này này, nếu nó gồm có một hệ tọa độ và mốc thời gian. Thế thì các em biết đấy, cái hệ tọa độ đẹp nhất đó là hệ OXYZ. Nhưng mà trường hợp đó là cái trường hợp mà vật nó chuyển động trong không gian phức tạp thì người ta phải dùng đến ba cái trục OXYZ. Nhưng nếu mà chỉ là một cái vật nó chuyển động trong một cái mặt phẳng thôi thì người ta không cần dùng ba trục tọa độ, mà người ta chỉ cần gì? Là hai trục là đủ. Và nếu một cái vật nó chuyển động thẳng thì chỉ cần dùng một trục để mô tả vị trí của nó. Cho nên là để cho bài toán nó trở nên đơn giản, dễ nghiên cứu thì ta phải chọn cái hệ trục tọa độ nó phù hợp với cái bài toán nhé. Ví dụ như là hệ trục tọa độ ở đây các em chỉ cần chọn là trục OX thôi, mà trong cái chuyển động gì? Thẳng, đúng không? Ví dụ như là một cái người đi từ Thanh Hóa Hà Nội hay Hà Nội Thanh Hóa, đấy Hà Nội ở vị trí 0, Thanh Hóa đây ở vị trí 160 km, thầy giả dụ như vậy, và lúc T bằng 0 thì ở đây là chuyển động, thế thì dễ, đúng chưa? Nhưng mà sẽ có một cái trường hợp mà OI OXY tức là hệ tọa độ này là hệ tọa độ mà hai trục, là khi chuyển động gì? Chuyển động hai chiều. Thầy ví dụ nhé, một người di chuyển đi qua đi lại ở trong thành phố Hà Nội này thì các em chỉ cần hai trục thôi, một trục OX theo đường giải phóng, một trục OY theo đường Hai Bà Trưng vuông góc với nhau, thì các em có thể xác định được vị trí của anh ta, tọa độ của anh ta bất kỳ khi nào, bởi vì anh ta so với địa bàn của Hà Nội thì anh ta được coi là một chất điểm và di chuyển ở đâu cũng biết hết. Ngày nay thì các em biết hệ thống GPS ấy,
nó dùng cái định vị để nó xác định và nó vẽ được cái tọa độ của chúng ta, vẽ được đường đi, vẽ được quỹ đạo của chúng ta trên cái thành phố Hà Nội trong một thời gian nào đó. Rất đơn giản. Và chính là Uber Taxi và Grab Taxi đã vận dụng cái kỹ nghệ đó vào để cho cuộc sống của chúng ta trở nên rất là dễ dàng, đúng không? Thì trong trường hợp chuyển động trong một cái không gian hai chiều như vậy thì chúng ta cần hai cái trục OX và OY. Hay một cái ví dụ nữa là khi các em chơi bia chẳng hạn, cái con bia nó lăn qua lăn lại chỉ trong một cái bề mặt thôi, thì lúc bây giờ các em chỉ cần là hai trục là đủ, đúng không? Đây, lăn qua lăn lại như này, đúng không? Này, hiểu như thế. Thế thì nằm trong cái phạm vi này thôi, cho nên là nó không đi đâu cả. Thế còn có một cái trường hợp nữa, đó là cái trường hợp là O, X, Y, Z. Đó là khi các em khảo sát cái chuyển động trong không gian 3 chiều. Chẳng hạn như là các cái nhà nghiên cứu họ thả một con chim bay lúc thì thấp, lúc thì cao, đúng không? Hay thả quả bóng bay, thì chúng ta không những phải định vị được vị trí của nó trên mặt đất mà còn định vị được độ cao. Như vậy chúng ta cần một cái hệ quy chiếu nó có 3 trục O, X, Y, Z. Và trường hợp này là chuyển động trong không gian 3 chiều, đúng không? Và cái chuyển động 3 chiều này thì các em biết rồi. Đây, ví dụ như là cái trục OZ đây, đó. Cái trục là trục OX đây chẳng hạn. Và cái trục này là cái trục gì? OY đây, đúng chưa? Thế thì nếu mà cái chất điểm M nó ở đây, ở điểm nào đấy thì nó có cái tọa độ là Z, ZM. Và khi hạ xuống đây thì các em biết là nó có cái IM ở đây, đó. Và M nó ở đây. Vậy thì các em sẽ thông qua các cái thông số này, các em sẽ xác định được cái vị trí của M trong hệ quy chiếu của chúng ta. Và mỗi một vị trí nó gồm 3 cái giá trị tọa độ là X, Y, Z. Cái này các em quá rõ rồi. Vậy thầy chốt lại như này này. Trong cái không gian toán lý, đúng không? Thì chúng ta có hệ quy chiếu gồm 2 thành phần. Thành phần thứ nhất là một hệ trục tọa độ. Cái này có thể là một trục, hai trục, ba trục tùy vào cái bài toán. Và thứ hai là ta chọn một cái mốc thời gian T bằng 0, vật đang ở đâu đó. Và chúng ta khảo sát chuyển động trong quá trình đó. Thì về bản chất nó cũng giống như trong cuộc sống thôi, nhưng nó được thuần khiết hóa để bài toán trở nên nó khoa học, nó xúc tích, nó sâu sắc hơn. Bây giờ nói thêm một chút về cái hệ quy chiếu thì thầy sẽ giới thiệu với các em cái hệ mà rất tuyệt vời, hiện đại nhất bây giờ, đó là GPS, đúng không? GPS. Thì cái này viết tắt của chữ là Global Positioning, đúng không? Position System, tức là hệ thống định vị toàn cầu. Cái này các em biết rồi, khi các em đi xe Uber hoặc là Grab hoặc là các cái phương tiện mà các em bật GPS lên thì các em có thể xem thấy rõ là xe mình đang đi ở đâu trên bản đồ. Bây giờ đi qua Phủ Lý, bây giờ đi qua Thanh Hóa, bây giờ đi qua Vinh, bây giờ đi qua Đồng Hới, vân vân, và bây giờ đến Sài Gòn, và nó tính được hết. Làm sao tính được? Thì sở dĩ có được cái hệ GPS đó, thì chúng ta phải nói đến một cái trước đấy, đó là hệ tọa độ địa lý, đúng không? Tọa độ địa lý thì các em học ở cái môn địa lý rồi, là để xác định được cái vị trí ở trên mặt đất thì người ta phải xây dựng một cái hệ tọa độ địa lý gồm có kinh độ và vĩ độ. Thì cái hệ tọa độ này nó không phải là hệ tọa độ trực giao chuyển hóa, hệ tọa độ đề các giống như trong toán học, mà nó là cái hệ tọa độ nó gắn luôn vào cái trái đất. Thì thầy có thể minh họa cái này như thế này, mặc dù các em là đều đã biết cái trái đất đây nhá. Thì cái trục của trái đất đây quay như này, thì các em biết là cái kinh tuyến gốc là nó đi qua London ở đây, đúng không? London. Sau đó thì bên này là bên phía đông, đúng không? Và bên này là bên phía tây. Thì các em có ví dụ như là cái đường kinh tuyến này là 30 độ đông chẳng hạn, đường này là 30 độ tây chẳng hạn, đường này là 60 độ đông chẳng hạn, đường này 60 độ tây chẳng hạn, đúng chưa? Sau rồi các em có cái vĩ tuyến gốc ở đây chính là xích đạo, đúng không? Rồi các em sẽ có ví dụ như đường này là 1 độ, 2 độ, 30 độ bắc ở đây chẳng hạn, đúng không? 60 độ bắc hoặc 70 độ bắc ở đây chẳng hạn, và đây là các cái độ nam. Như vậy thì điều này dẫn tới là bất kỳ một cái vị trí nào đó ở trên cái quả địa cầu này thì chúng ta đều có cái vị trí kinh độ, vĩ độ rất chính xác, bởi vì cái trục của nó đã được gắn cố định tại những vị trí chính xác như là London rồi, hay vị trí xích đạo là chúng ta biết được, đúng không? Thế thì cho nên là các em xem một số cái bộ phim rất hiện đại ấy, tức là có một phi công Mỹ mà bị mất tích. Thế thì anh ta bị rơi vào vùng của kẻ thù, nhưng mà các phi công họ được có một cái thiết bị định vị toàn cầu, họ bật lên một cái thì ngay lập tức nó sẽ cho biết là cái vị trí kinh độ và vĩ độ là bao nhiêu, thì gửi một cái đến cái hàng không mẫu hạm đổ ngoài khơi, thì ngay lập tức có một cái đội cứu hộ, họ sẽ dùng trực thăng, họ đến đúng cái kinh độ vĩ độ đó, và họ sẽ bốc được cái viên phi công đó đấy, trong một thời gian rất là nhanh.
Tức là người ta không cần nói là tôi đang đứng phía sau quán cà phê và phía dưới gốc một cái cây xà lách nào đó, người ta không nói như thế, mà người ta nói tôi đang ở cái vị trí kinh độ này, vĩ độ này, và cái máy bay đó nó sẽ đưa một cái rescue team đến bốc đi. Em thấy không? Cái hệ này là rất tuyệt vời. Và tất nhiên là ngày nay được vận dụng rất nhiều trong công nghệ, và người ta có thể định vị được các cái vị trí chính xác để mà người ta đến. Thế còn năm 1995 thì Hoa Kỳ mới xây dựng một cái hệ thống rất đặc biệt, tức là người ta có thể xác định được ngay lập tức vị trí của một người ở trên mặt đất thông qua cái hệ thống GPS. Là người ta đã dùng 27 quả vệ tinh. Nhớ chưa? 27 quả vệ tinh này nó bay xung quanh trái đất. Đấy, thực ra thì có 24 quả hoạt động liên tục, trong khi có 3 quả vệ tinh là dự phòng. Thì với mỗi một người ở trên mặt đất ấy, là một vị trí, thì bao giờ cũng có 4 vệ tinh là kết nối với anh ta. Ví dụ như thầy đang ở đây và thầy bật GPS lên thì sẽ có 4 vệ tinh kết nối với anh ta. Tại sao lại 4? Bởi vì ba cái này là để đo cái vị trí địa lý. Vị trí địa lý là trên mặt đất nhá. Và một cái vệ tinh nữa là nó giúp xác định cao độ. Cho nên là nếu mà các em đi ở trên máy bay ở trên trời, nó cho biết luôn là ở cao độ bao nhiêu, 10.000 mét trên cao, đúng không? Máy bay Boeing cái bay bình thường ở trên độ cao khoảng 10.000 mét. Thì chính cái hệ thống này của Mỹ chính là hệ thống GPS, và nó miễn phí này mà. Cho nên các em thấy không? Bây giờ là các cái công ty công nghệ người ta sử dụng cái hệ thống này để người ta làm ăn, ví dụ như là Grab hoặc Uber, đúng không? Hay là ví dụ ở Việt Nam các em đến đâu đó, các em có thể bật một cái ứng dụng lên, ví dụ như Foodie chẳng hạn, các em có thể tìm được ngay tức cái nhà hàng nào ở gần đây có một cái món ví dụ như là bún ngon hoặc là bánh cuốn ngon vân vân, có hết, tất cả đều sử dụng hệ thống GPS hết. Và cái hệ thống này thì nó mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho thế giới, cực kỳ lớn. Và nó hiện bây giờ là nó không phục vụ quân sự. Nhưng các em tưởng tượng những cái hệ thống kiểu như thế này, nếu mà nó chuyển sang phục vụ cho quân sự trong cái giai đoạn chiến tranh xảy ra, thì nó có thể điều khiển được tên lửa hành trình và tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào mà họ muốn. Này cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là tại sao mà một cái hệ thống rất hoàn thiện này nhưng mà các cường quốc khác như là Nga và Trung Quốc vẫn muốn xây dựng một hệ thống khác, bởi vì là họ là đối thủ của nhau. Cho nên là họ không thể dùng cái hệ thống của đối phương được, họ buộc phải tự xây dựng để khi mà xảy ra chiến sự thì họ có thể tự điều khiển. Chứ còn đi nhờ cái hệ thống của đối phương thì đến lúc xảy ra chiến sự làm sao được. Cho nên đôi khi phải trả tiền cho những cái việc mà không cần thiết trong cuộc sống thực, là vì đề phòng một cái trường hợp mà xảy ra chiến tranh. Thì đây là thầy nói về cái GPS, và chắc chắn các bạn học sinh của thầy ở đây sau này khi các em học về công nghệ, các em bắt đầu có thể sử dụng cái hệ thống này để mà lập trình, xây dựng các cái phần mềm thông minh để mà ứng dụng vào cuộc sống, mang lại cái sự tiện lợi rất lớn cho chúng ta. Bây giờ ta sang hai cái khái niệm cơ bản, có thể nói là phạm trù của vật lý nhé. Đó là tốc độ và vận tốc. Ở đây thầy nói là tốc độ, tức là tốc độ chuyển động nhé. Tốc độ và vận tốc, hai cái này là khác nhau này. Trong cuộc sống thực thì người ta vẫn lẫn lộn giữa hai cái khái niệm này, nhưng mà về khoa học thì nó phải chính xác. Tức là khi đã nói về vật lý rồi thì anh phải nói tốc độ và anh phải nói vận tốc, là hai cái đó là khác nhau, nhớ chưa nào? Thế bây giờ này, thầy xét một cái chuyển động của một chất điểm thì nó đi như này chẳng hạn, ví dụ như này chẳng hạn, đang đi như này, thì cái thời điểm t á, thời điểm t thì chất điểm nó ở vị trí này, ví dụ như vị trí m chẳng hạn, được chưa? Và sau một cái quãng thời gian delta t nào đó thì nó đến vị trí n, tức là thời gian, thời điểm mà nó ở đây nó chính là t cộng delta t, được chưa? Thế thì các em có thể xác định được ngay cái quãng đường đi là nó sẽ là từ đây đến đây, thầy vẽ là nó trùng với cái này luôn, đúng không? Cái quãng đường, và cái quãng đường này là delta s. Như vậy thì các em sẽ thấy là trong cái quãng thời gian là delta t thì vẫn đi được một quãng đường là delta s, nên chúng ta có là tốc độ chuyển động nhé. Và tốc độ này là tốc độ trung bình. Ta cứ nói cái tốc độ trung bình cái đã. Thì tốc độ chuyển động trung bình á, thì thầy sẽ viết là V và thêm chữ trung bình ở đây là TB ở đây, thì được lấy là bằng delta S mà chia cho delta T. Và cái này nó là một số. V
Ví dụ như delta S là bằng 30 mét, delta T là bằng 5 giây, thì 30 chia 5 được 6, thì 6 mét trên giây. Tôi nghĩ đây là mét trên giây. Và đây là tốc độ chuyển động trung bình trong một quãng thời gian. Nhớ chưa nào? Thế bây giờ nếu mà thầy xử lý tư duy như này nhé, nếu mà thầy làm cho delta T này nó nhỏ, tức là m ở đây, mà nếu lấy delta T thật nhỏ thì các em sẽ thấy là cái điểm n này nó cũng gần, chỉ cần là thời gian ngắn nó đi được quãng đường nó nhỏ, delta S nó giảm. Tức là khi delta t mà dần tới không, tức rất nhỏ, thì điều này dẫn tới là cái delta S thì nó cũng sẽ dần tới không. Tức là càng lấy delta T nhỏ thì delta S càng nhỏ. Và cái kết quả ở đây dẫn đến là cái điểm n ấy, thì nó sẽ dần tới điểm m, đúng không? Cái điểm m là lúc t, n dần tới điểm m, và dẫn đến là cái vận tốc trung bình này nó dần tới một cái giá trị mà thầy gọi là vm, tức là cái tốc độ, cái điểm n mà càng gần điểm m thì khi nó rất gần thì chúng ta có thể coi nó là điểm m luôn. Và lúc bây giờ cái tốc độ trung bình nó thành cái tốc độ tức thời, cái này gọi là tốc độ tức thời. Nhớ chưa nào? Thì khái niệm này nó hơi trừu tượng một chút, hơi trừu tượng một chút. Nhưng mà các em chấp nhận cái chuyện này, tức là nếu mà tính tốc độ tại một điểm m, mà nếu các em tính trong cái thời gian cực ngắn, càng ngắn càng tốt, thì các em được cái tốc độ tức thời ở đó, và tính là vẫn là bằng mét trên giây. Nhớ chưa? Thì khi mà các em đi các cái phương tiện kiểu như xe máy hoặc là ô tô thì nó sẽ có một cái đồng hồ đo tốc độ, và nó hiển thị ngay lập tức, thì đó chính là tốc độ tức thời. Đấy. Các em thấy đang đi tốc độ 60 km/h đúng không? Thì tự nhiên lại thấy một cái thằng nó vượt qua mình, điên quá phóng lên cao, thấy công an đằng trước thì đạp phanh phát xuống ngay 80 như thế. Tức là đó là tốc độ tức thời. Tất nhiên là về mặt bản chất mà nó thì chúng ta không có bao giờ đo được cái tốc độ tức thời đúng nghĩa, mà thực tế nó vẫn phải đo bằng cái delta T nó đây đủ nhỏ, máy càng tinh vi thì đo càng chính xác. Nhưng mà cái khái niệm tốc độ tức thời là cái khái niệm nó có cái tính tương đối thôi. Nhớ chưa nào? Ngay lập tức tại một thời điểm. Thế bây giờ này, thầy đã nói cái tốc độ rồi, thì bây giờ thầy sẽ nói cái vận tốc nhé. Thì vận tốc là gì? Thì vận tốc là gì? Các em thấy không? Tại cái điểm M này thì vận đang chuyển động với một cái tốc độ tức thời là Vm, nhưng mà cái hướng chuyển động của nó là hướng này, thì chúng ta sẽ có cái vector là Vm nhưng ở đây. Và khi đến cái điểm N này thì các em biết là nó sẽ chuyển động theo cái hướng này, và chúng ta có vector là Vn ở đây, đúng không? Thì cái vận tốc nó là Vm, là vận tốc tại M. Nhớ chưa? Tức thời đấy, được chưa? Thì cái độ lớn này của Vm này nó chính là tốc độ chính là tốc độ tức thời tại M đấy. Như vậy vận tốc thì là một vector mà cái độ lớn của nó chính là tốc độ. Nhớ chưa? Thế còn chiều là chiều chuyển động. Và chiều chuyển động thì lấy như thế nào nhỉ? Lấy theo phương tiếp tuyến của quỹ đạo. Bao giờ thế? Cái chiều chuyển động lấy theo phương tiếp tuyến của quỹ đạo. Thế thì cái này nói thì nó nguy hiểm như thế thôi, nhưng mà thực ra nó rất đơn giản. Vận tốc là một cái vector mà độ lớn của nó chính là tốc độ. Thế còn chiều của vector đó chính là chiều của chuyển động. Như vậy vận tốc là phải nói đến chiều, còn nếu chỉ nói độ lớn của nó thì chúng ta dùng chữ tốc độ. Tuy nhiên ở trong cuộc sống ấy, khi người ta nói mà anh đang đi với tốc độ 5 mét trên giây thì thực ra là người ta nói tốc độ, nhưng mà người ta vẫn nói theo thói quen. Thì các em cần phân biệt trong cuộc sống thực. Ví dụ như là người ta nói là anh đang chuyển động với cái tốc độ trung bình là 7 mét trên giây, nhưng người ta thường nói là anh đang chuyển động với vận tốc trung bình là 7 mét trên giây. Thì khi người ta nói như vậy là các em chỉ thấy có giá trị mà không có chiều, cho nên các em hiểu đó chính là tốc độ trung bình, hay nói chính xác hơn là tốc độ chuyển động trung bình. Nhớ chưa nào? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có là vận tốc là tức thời, còn cái vận tốc trung bình ấy thì nó không có mấy ý nghĩa nhé. Cái vector vận tốc mà nó lấy trung bình ấy thì nó thành là độ rời mà chia cho thời gian delta t, thì cái này không có mấy ý nghĩa, cho nên là thầy không đề cập, và cơ bản là người ta cũng sẽ không đề cập, quên nó đi. Nhớ chưa nào? Thì trong cái bài đầu tiên này thầy sẽ dạy những cái khái niệm rất là đơn giản, và thầy cố gắng làm sao để cho các em học và các em cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thư giãn, rất thoải mái. Và nếu các em có được cái cảm giác đó thì tức là cái điều thầy mong muốn đã được thực hiện, được chưa? Thế còn các cái bài học sau thì cái độ khó nó tăng dần lên đấy, nhưng mà với cái cấu trúc
ma trận, đúng không? Cấu trúc bài giảng ma trận rất thông minh thì thầy tin là cái việc học của các em rất đơn giản và do đó các em sẽ đạt được cái thành tích cao. Thầy hoàn toàn yên tâm với điều đó. Hẹn gặp các em trong bài tiếp theo.